Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Winner chơi 10 HRC độ cực ngầu với 3 thắng đĩa. Nhìn tới nhìn lui, đếm xuôi đếm ngược, với chiếc Winner chơi 10 này hình như có đến 3 thắng đĩa, nhìn rất đẹp. Việc trang bị thêm thắng đĩa đôi ở phía trước tạo cho cảm giác chiếc Winner chơi 10 này đã tiến một bước khá gần đến hình hài chiếc mô tô phân khối lớn. Nào anh em ta cùng xem thử chiếc Winner này có những gì hot nhé. Tổng thể chiếc Winner chơi 10 HRC độ cực ngầu với 3 thắng đĩa. Đĩa bông cùng với heo rebo, ốc kiểu tạo cái điểm nhấn cho dàn chân chiếc Winner chơi 10 độ này. Ngoài cặp thắng đĩa đôi thì chiếc Winner này còn được bọc cái ti phục ở phía trước. Cái này thì chừng nào hư nhỉ các chế. Thật không thể tin được. Chủ xe đã thương em nó quá đi. Nhìn sơ sơ từ phía sau, có thấy chiếc Winner này lên rất nhiều đồ chơi hàng hiệu. Cổ bô Titan và cable FMF với dàn chân màu chói chang khiến chiếc xế thêm phần thời trang và đầy cá tính. Che nhông và bộ số gãy đồ chơi cùng với dàn ốc mâm lửa được gắn thêm ốc rô ti v.v. Nếu phải dùng một từ kết luận ngắn gọn về chiếc xế này, tôi nghĩ chỉ có là từ chất, phải không các bạn? Không cần phải lên tem chi chít như nhiều các xe khác, chủ xe này để mỗi chữ HRC cũng làm tim các bao thanh niên phải tan chảy. Ôi làng nước ơi, xe gì mà đẹp thế, phải không các bạn? Chúng ta cùng chiêm ngưỡng vài hình ảnh chiếc Winner chơi 10 HRC độ cực ngầu. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhớ subscribe.